Nằm trong hoạt động thăm và hỗ trợ tại các tỉnh phía Tây Bắc chịu thiệt hại do cơn bão số 3 Gia Ghi và hoàn lưu của nó gây ra, chiều nay Quỹ chung một tấm lòng do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát động đã tiếp tục đến với tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị, tiếp tục với chuyến hành trình đưa Quỹ chung một tấm lòng do HTV phát động đến với đồng bào các tỉnh miền núi Tây Bắc. Ngày hôm nay, tại tỉnh Lai Châu, Quỹ chung một tấm lòng đã trao nguồn kinh phí hỗ trợ đến với bà con nhân dân tỉnh lai châu thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lai châu Cơn bão số 3 đi qua, để lại nhiều thiệt hại cho bà con tỉnh Lai Châu. Hàng chục hecta ruộng vườn trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, nhiều công trình công cộng, trụ sở cơ quan bị ảnh hưởng, hàng chục ngàn mét vuông đất sạt lở, gây ảnh hưởng giao thông, tỷ lệ hộ nghèo cao, khiến cho công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Dịp này, Quỹ chung một tấm lòng do HTV phát động đã trích số tiền 500 triệu đồng chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, chung tay góp sức hỗ trợ chính quyền và nhân dân tỉnh khắc phục thiệt hại. Số tiền và quà tặng đại diện cho tình cảm đông đầy của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đồng bào miền Nam ruột thịt thông qua quỹ chung một tấm lòng của HTV gửi đến nhân dân tỉnh Lai Châu. Chào tạm biệt tỉnh Lai Châu, đoàn công tác quỹ chung một tấm lòng tiếp tục hành trình tại các tỉnh Tây Bắc của Tổ quốc, đem theo tình cảm yêu thương và những món quà đầy ý nghĩa đến với bà con vùng chịu thiên tai.